not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life I found its missing piece. So as long as I live for love, heaven hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live alone, so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, ooh. You look so beautiful in năm rồi chẳng chờ chi nữa cưới thôi. Ba mẹ em thường hay hỏi ta yêu nhau giờ sao rồi, nào mình có đưa nhau cũng trông nồi. Giữa vạn người gặp được đâu dễ anh ơi, cuộc đời dài đến mấy nên thôi ta cứ bên nhau. Cuối năm này về nhà cùng với em đi, chờ để ông bà ngóng giờ lại qua hết xuân thì nắm tay nhau mình cùng dẫn lối nhau đi. Chẳng quan trọng dù là thích cá hay chọn ngày lành tháng tốt, làm lễ thành hôn cho hai cháu hai bé nhà cháu Thảo. Và hôm nay ngày giờ này cũng ngày lành tốt, tôi gia đình bên trai đến đây là có trình lễ, tôi xin phép anh được cho bên trai vô làm cái hình làm lễ. Ba má em thường hay hỏi ta yêu nhau giờ sao rồi, nào mình có đứa nhóc trong nồi. Giữa vạn người gặp được đâu dễ anh ơi, cuộc đời dài đến mấy nên thôi ta cứ bên nhau. Cuối năm này về nhà cùng với em đi, chờ để ông bà ngóng rồi lại qua hết xuân thì nắm tay nhau mình cùng dẫn lối nhau đi. Chẳng quan trọng dù là thích cá hay mì, bữa cơm dù đang bận ta vẫn bên nhau. Dù đôi lúc có lắm cay và u sầu, nhưng ta vẫn bên nhau. Rồi ngày mai sau có những đứa con hạnh
mắt để anh cho yên tâm chồng nhé, anh sẽ không một mình đâu, mình cưới thôi ơi. Tôi tại vì mình là trai, cũng rể là anh em, là người Mỹ, gốc Mỹ, người cháu bị sinh sống tại Mỹ. Là giữa cháu anh Vét và cháu Thảo có thời gian dài thì với nhau hàng đứa chúng ta bắt đầu xin phép cha mẹ có sự đồng ý của cha mẹ, nhưng mới là chọn ngày này tốt để làm lễ thành hôn cho hai đứa. Hôm nay nhà trai chúng tôi bao gồm có tôi đại diện mình nhà trai đó, còn đây là cháu Liêm là cũng là anh kết nghĩa của cháu Thảo và cũng là thông dịch ngày hôm nay. Ở đây là vợ tôi, bữa là cha đây gồm có 4 người. Hôm nay là nhà trai chúng tôi đến là có lễ vật gồm có bánh là phô phê, gồm bánh kem, hai cái bánh nữa. Đó là lễ vật của ngày hôm nay là để tiến hành lễ xin gia đình đón nhận cho. Cậu, thưa anh chị, cha mẹ cháu Thảo, thưa bà con của cháu Thảo, thì theo cái thực hiện lối sống văn minh, những cái thủ tục mà xưa nó rườm rà thì mình tiết giảm lại ra để cho nó đơn giản thủ tục là cưới hỏi này. Đầu tiên đó là lễ vật là như anh đó đồng ý nhận rồi. Nhà
hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha, cột dây tơ xuyên hai đứa thương tay ra. Anh nói mai này em sẽ nôn cùng anh, hỡi khoan hô khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao, cột dây tơ xuyên hai đứa thương quán trai. Em đã đem lòng yêu lấy anh lỡ chàng ơi, lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi. Con và chồng của con là anh rất chân thành cảm ơn, trân trọng cảm ơn sự hiện diện của đại diện của nhà trai, của cô chú, của anh Liên, chị Tiên, và sự đại diện của nhà gái có ba mẹ con, thân sinh của con và cậu của con và các cô dì chú bác anh chị em của con đã đến chung vui cùng cho vợ chồng của con. Thì ngày hôm nay thì con và chồng con cũng không biết nói gì hơn ngoài hai lời cảm ơn từ trái tim, từ đáy lòng của mình gửi đến bên gia đình. Cảm ơn. Tôi đại diện nhà trai xin cảm ơn gia đình nhà gái tạo điều kiện thuận lợi buổi lễ nó tiến hành nhanh gọn và ấm cúng, đó là long trọng. Cảm ơn. Mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết ly. Kiểu dạng ngựa ô, anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa phá quay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm.
chiến này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Vì giàu cầu vàng mà đông anh sẽ đưa em đi về Vinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Sung sướng đến mai sau, đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Thưa toàn thể quý vị, đúng là bao năm ngày đợi tháng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Và hiện diện tại sân khấu tình yêu của chúng tôi là hai em Thu Thảo, Andre Hùng, những người hạnh phúc nhất trong tình yêu thủy chung lứa đôi. Quả những gì mà người Việt Nam của chúng ta vẫn tưởng hay ca ngợi,
cô dâu xinh quá trông thật xinh, bên chú để hiền giữ lứa lại nửa đôi. Vâng, xin mời hai em hãy cùng cúi đầu trịnh trọng kính chào với toàn thể quý vị quan khách. Vâng, và giờ phút này trân trọng kính mời quý vị hãy dành tặng cho hai em một tràng vỗ tay thật đông nhiệt ạ. Vâng, rất tuyệt vời, xin chúc mừng tình yêu của hai em. Thưa quý vị, để có được tình yêu son sắt thủy chung như ngày hôm nay thì ngoài việc hai em Thu Thảo, Alfred Hồn vượt qua không gian, thời gian và đến với nhau bằng trọn cả tình yêu thì những lời chỉ bảo chăm sóc từ phía hai gia đình là điều không thể thiếu. Em nhớ đêm nay. Kính thưa quý vị, và trong ngôi nhà yêu thương thì giờ phút này đây, quý hai gia đình chúng tôi cũng như hai em Thu Thảo, Alfred Hồn đã hiện diện tại sân khấu tình yêu trong ngôi nhà hạnh phúc. Và trong ngôi nhà hạnh phúc yêu thương ấy thì giờ phút này đây, ban tổ chúng tôi xin trân trọng được tuyên bố buổi lễ thành hôn của Thu Thảo và Alfred Hồn xin phép. Cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay. Xin chúc mừng cả tình không xa của hai gia đình, chúc mừng tình yêu của hai em. Kính thưa quý vị, người ta vẫn thường hay nói với nhau rằng nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín ông cha. Niềm vui lớn nhất của những người làm cha làm mẹ là được chứng kiến con mình lớn khôn từng ngày trong vòng tay yêu thương, để rồi chính từ vòng tay yêu thương ấy sẽ trao cho nhau trọn cả tình yêu và hạnh phúc. Sự hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay là niềm vui rất lớn đối với hai gia đình chúng tôi, đặc biệt là tình yêu của hai em Thu Thảo và Alfred Hồng. Trong ngôi nhà yêu thương thì giờ phút này trân trọng kính mời chú Thuận, vì đại diện cho họ nhà trai cũng sẽ đại diện cho hai gia đình chúng tôi trong mối tình không xa, có lời chào, lời cảm ơn và lời chúc mừng. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Thưa quý vị khách có mặt trong buổi tiệc hôm nay, tôi xin tự giới thiệu, tôi là đại diện nhà trai. Thưa bà con cô bác, tại vì cháu anh ấy là người Mỹ, sống ở Mỹ. Trong thời gian qua thì đã là có duyên là đã gặp được một nửa của mình là cháu Thảo. Với sự đồng ý của cha mẹ cháu Thảo tác hợp cho hai đứa lên nghĩa vợ chồng. Cái giao có cái câu là mấy núi cũng đi, mấy sông cũng lội, dạng đèo cũng qua. Và đối với anh bé cháu tôi, chuyện đó là nhỏ, cách nửa dòng trái đất nó vẫn tìm thấy một nửa của nhau. Đó là một điều rất hạnh phúc. Đó là duyên số phải không quý vị? Đó là duyên số phải không? Đó thì bà con có mặt hôm nay đó là để chứng kiến cái duyên số này, được chúc cho hai trẻ được hạnh phúc trăm năm. Tôi xin là có bao nhiêu lời và cuối cùng là chúc bà con có mặt hôm nay có một buổi tiệc thật ngon miệng. Là tôi xin thay mặt gia đình nhà gái và cảm ơn tất cả bà con cô bác và anh chị em có mặt buổi tiệc hôm nay, xin cảm ơn. Xin cảm ơn chú Thuận vì đại diện cho họ nhà trai cũng là đại diện cho hai gia đình chúng tôi trong mối tình không xa có lời chào, lời cảm ơn và lời chúc mừng. Và giờ phút này đây để minh chứng cho tình yêu thủy chung và ngọt ngào, xin mời Thu Thảo và Alfred Hùng tay trong tay cùng trở lại với tháp bánh ngọt ngào này để cùng đồng lòng đồng sức cho tình yêu. Xin mời hai em. Gần bên em sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Mình đi dẫn lối, ngày sau có em luôn bên anh trên con đường. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu anh, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em,
em luôn là tia nắng trong thành bao không xa rời. Tình yêu son sắt thủy chung của hai em Thu Thảo và An Thất Hùng đã kết hai gia đình chúng tôi trong mối tình thông gian. Xin mời quý hai để chúng ta cùng cụng ly với nhau. Chúc một tình yêu của hai con, chúc một tình thông gian của hai gia đình. Xin mời ạ. Vâng, xin chúc mừng quý hai gia đình và xin chúc mừng hai em rất là nhiều. Một lần nữa xin chúc mừng tình thông gian quý hai gia đình và chúc mừng tình yêu của Thu Thảo, An Thất Hùng. Happy wedding. Thank you. Vâng, và giờ phút này thì xin mời hai bạn chúng ta hãy cùng trở về mâm tiệc với quý vị và khách để chúc mừng niềm vui. Xin cảm ơn quý hai gia trong anh không xa vì em luôn là tia nắng trong anh. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Yêu là cưới, trên dưới hai nhà làm xuôi. Ngủ bia chơi lánh, chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng, yêu đậm sâu, có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Trong gạo anh cắm câu tính toán trong đầu, nhật nguyệt đông em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhét sắp sân, không khí tăng hôn linh đình. Ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon. Đồng phòng ăn ai lo cút lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi. Thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn dùi. Lo măng ăn, không là tiêu. Anh em chi cốt, đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đâu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui.
có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông gia. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi. Nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Hạnh phúc như lúc đầu, và anh muốn bước tiếp cùng em đến nơi.
giờ đây có thể ôm em trong tay. Và người yêu ơi em đâu hay, anh ước mong chỉ có thế này. Một phở, hai con, ba lẩu và bốn bánh. Đến khi ngày tóc đã bạc trắng, ta vẫn luôn thấy yêu đời. Dù cho có mưa giông hay bão tố đi qua, anh vẫn sẽ bên cạnh em không bao giờ để cách rời. Cầm bàn tay anh đi người ơi, dù cho bao gian nan đầy vơi thì ta vẫn luôn bên cạnh nhau. Và anh muốn bước tiếp cùng em đến nơi hạnh phúc muôn trùng. Và anh muốn là người đàn ông dù đời sau những lá cuối cùng. Và em có biết không, anh đã sắp xếp tất cả. Chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ xếp em về đây. Và em muốn bước bao giờ đây.